xin phép mời các bạn sáng ạ. Sáng sớm hôm nay gió mưa và khá là lạnh đây. Ăn sáng bằng hai quả chuối không nấu cơm và một cốc cacao nóng. Quên Milo nhỉ, nó cũng là cacao thôi. Tầm này vẫn là uống Milo, vợ pha. Và tất nhiên là phải làm cây rồi, làm cây này. Cây này làm cho anh trai một cây rất là đẹp, già, rất quý đấy, cây rất quý đấy, già, cũng có thể gọi là một cây dáng làng. Đấy, tí nữa tôi sẽ tỉa răm và làm sạch sẽ cho nó một chút, bảo dưỡng cho anh ấy. Đấy, nhắc lại các bác không phải cây của tôi nhé. Mua thì tất nhiên là sẽ bán thôi, nhưng mà nó rất là nhiều tiền. Đấy, đấy, thiện chí mạnh dạn hỏi rồi, tôi sẽ báo giá giúp. Đấy, còn mà đơn thuần là video tôi sẽ làm cây giúp anh ấy và bảo dưỡng thôi. Vâng nhé. Rồi, húp hết chỗ này để chiến thôi. Mời các bác xem qua nó một chút. Trên chậu tàu cũ cũng khá là đẹp rồi. Chậu bầu dục này mua khá là nhiều tiền. Đấy, nó là bầu dục và có chân, nó thoát chân nhưng trồng cây nó tôn dáng lắm. Tất nhiên tôi vẫn thích chữ nhật đứng thành hơn, nhưng mà nhiều cây nó hợp với chậu bầu dục chứ. Đấy, cây xanh nằm điền. Tí nữa sẽ làm sạch những cái cỏ này bệ bãi. Đây các bạn nhìn thấy nó già này, nhìn thấy nó già, xếp xếp lại mấy cái rễ này thôi. Và chủ yếu là tỉa răm cho cái cây này thôi. Các bác nhìn này, ở bên bác ấy nó trắng trắng này này. Thì nó khắc nghiệt quá, với lại chủ yếu nó bụi nó bạc, lá nó bị trắng rồi, bạc trắng rồi. Đấy. Chiển thưa các bác nhỉ. Đấy, chỗ này mùa nắng là không che là cũng mệt đấy. Cháy đấy, cháy đấy. Đây thì chưa, nhưng mà nhìn thấy dấu hiệu nếu mà không che là sẽ cháy. Đấy, bò kiếp. Nhìn u cục và nó già, quá già. Quá già, địa y xanh. Vâng, triển khai cho. Lạnh phê người đấy, lạnh mạnh đấy, rất mà rất mạnh đấy. Nhặt thôi được chứ, nó ổn ổn rồi. Này đỡ bị nhai, dùng cái kéo này.
Đấy, nhẹ nhàng thế thôi các bác, đơn giản thế thôi. À quên, cái này thu gắn vào tí, nó đang hơi chìa ra ngoài. Bên hàng xóm quan đục nó ồn quá, các bác xem sẽ nó bị khó chịu. Cây này thì nó nhanh, làm nhanh vì là bác ý vặt lá cho rồi, nhưng là nó cũng nhanh rồi. Nhưng mà form dáng nó ổn định rồi, chỉ nuôi cái tay này thôi. Đẩy cái này lên, đẩy cái này ra làm cái phía bên này, tán đây, để cho nó cân, và cái này giật lên làm ngọn, giật một nhịp nữa, giật một nhịp nữa thì mới lên làm ngọn được. Đấy, bây giờ nuôi nó to đã, cho nó theo kịp cái này. Chỉnh sửa nốt cái tay bên này, này cho nó đỡ mất cân đối. Đây, chờ chút tôi cắt luôn. Mất cân đối, chiều mặt. Chiều mặt. Vẫn hơi chìa này, vẫn chìa này. Rồi ok, sau phải thu ngắn nữa vào đây này, thu ngắn nữa để đẩy sang hai bên. Rồi ok, như này được chứ như nãy chìa quá. Như cái đầu trâu quá nhỉ. Già chứ, nhìn các bạn nhìn già. Cái đầu trâu của nãy dầu má dầu miếc đây nó cứ nhét ở trong cứ phải móc ra. Cái này mà lộ ra bới ra đẹp lắm các bạn, chân chiếc cũng đẹp đấy. Như già này. Rồi ok các bác. Hẹn gặp lại các bác video mới tiếp theo nhé.